Các bạn thân mến, cứ mỗi độ thu về, mỗi người dân Việt Nam lại hân hoan chào đón ngày Quốc khánh, ngày Tết độc lập của dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam, Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới. Vào ngày Quốc khánh, những cảm xúc thiêng liêng, tự hào lại trào dâng trong mỗi trái tim người Việt. Chúng em được sinh ra và lớn lên khi đất nước hòa bình là một điều may mắn. Vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ có ý nghĩa lịch sử to lớn mà còn là lời nhắc nhở chúng em phải luôn ghi nhớ công ơn của những người anh hùng đi trước, ra sức rèn luyện, cố gắng học hành, tiếp bước cha anh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.